Chào các bạn, trên tay mình hiện tại chính là một chiếc tai nghe rất là hot đến từ nhà Samsung, và đây là Galaxy Buds FE, hay còn biết đến với một cái tên đó chính là Fan Edition. Thì với cái chiếc tai nghe lần này sẽ tiệm cận hơn với rất nhiều khách hàng khi mà mức giá của nó rất là phải chăng luôn. Và đặc biệt hơn nữa là tai nghe sẽ tích hợp công nghệ chống ồn chủ động ENC, và cùng với rất nhiều những cái tính năng vượt trội khác, giống như là hỗ trợ Bluetooth 5.2 nè, kết hợp codec SBC, AAC nè, các thao tác cảm ứng chạm thông minh, cũng như là rất là nhiều những cái công nghệ thông minh khác được tích hợp ở trên chiếc tai nghe lần này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu và đánh giá xem đây có phải là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn không nhé. Và một điều mà tất cả chúng ta ai cũng rất là kỳ vọng trên chiếc tai nghe này, đó chính là vậy cái chất lượng âm thanh ở trên cái dòng Buds FE này như thế nào, và nó có đáp ứng đủ những cái nhu cầu cho chúng ta hay không. Thì nó sẽ có một cái thiên hướng về heavy bass nhiều hơn, cho nên là khi mà chúng ta nghe những cái bài nhạc á, thiên hướng sôi động giống như EDM chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái chất lượng âm thanh nó khá là tốt. Âm bass cho ra có độ nảy nè, căng, và nó cũng khá là chi tiết nữa, và mình có thể nghe được rõ được từng những cái layout ở trong bài hát, và những cái nhịp điệu cũng như là những cái âm thanh được tái tạo lại nó khá là tốt luôn. Cho nên đây cũng là một trong những cái điểm nhấn ở trên sản phẩm lần này của nhà Samsung. Và một điểm rất là hào phóng của Samsung lần này, đó chính là mỗi bên tai nghe họ sẽ trang bị cho chúng ta là tận 3 cái micro luôn. Thì 3 cái micro này sẽ giúp cho các bạn có thể xử lý được âm thanh rất là tốt. Khi mà các bạn đàm thoại ở trong những cái môi trường bên ngoài á, nó đông đúc á, thì nó sẽ hạn chế được những cái tạp âm. Khi đó thì cái chất lượng cho cái khả năng giao tiếp của bạn nó sẽ trở nên nó rõ ràng hơn nè, không có bị gián đoạn, và cho bạn được những cái trải nghiệm tốt nhất trong cái quá trình khi mà chúng ta đàm thoại qua chiếc tai nghe này. Và điều mà chúng ta quan tâm nhất lần này, đó chính là gì? Công nghệ chống ồn chủ động ENC ở trên chiếc Galaxy Buds FE lần này, thì liệu cái chống ồn chủ động của nó có tốt hay không, và so với thế hệ tiềm nhiễm trước đó, đó chính là Galaxy Buds 2 hay là Buds 2 Pro đi, thì trải nghiệm âm thanh mình cảm thấy rằng là cái khả năng chống ồn của em nó ở cái mức khá là ổn. Khi mà các bạn sử dụng nó để nghe nhạc ở những cái quán cà phê chẳng hạn, để mà đọc sách á, thì cái khả năng chống ồn của nó rất là tương đối. Bạn vẫn có thể tập trung được nghe những cái bài nhạc của mình mà không lo quá nhiều những cái tiếng ồn bên ngoài. Và ngoài ra thì nếu như mà bạn có đi xe ở ngoài đường chẳng hạn mà bạn đeo tai nghe thì nó cũng sẽ hạn chế được tầm khoảng là từ 70 đến 80% những cái tiếng ồn xung quanh. Đó là một cái mức tương đối thôi. Tuy nhiên thì với cái mức giá như vậy mà Samsung tích hợp ở trên chiếc tai nghe lần này những cái công nghệ ENC đó, thì mình chắc chắn luôn đây sẽ là một trong những cái điểm nhấn và là một cái điểm sáng ở trên sản phẩm lần này của nhà Samsung. Và để có những cái trải nghiệm tối ưu nhất ở trên chiếc tai nghe lần này thì chắc chắn là các bạn phải sử dụng cái hệ sinh thái của Samsung rồi, phải không? Vậy thì mình cũng sẽ nói sơ qua một xíu khi mà các bạn sử dụng cái app này ở trên ứng dụng wearable của Samsung nhé. Và ở trong giao diện thì bạn sẽ thấy được rằng là có thể theo dõi được phần trăm pin của tai nghe nào, cũng như là hộp sạc. Tiếp đến là bạn có thể thấy được rằng là những cái tính năng thông minh chống ồn ở đây ha, có thể là chống ồn môi trường này, cũng như là chống ồn chủ động nữa. Và ngoài ra thì bạn có thể tùy chỉnh được những cái thao tác chạm thông minh thủ công ở đây, rất là cá nhân hóa ha, tùy vào cái sở thích cũng như là thói quen của mình mà bạn có thể lựa chọn như thế này. Ngoài ra thì bạn cũng có thể cài đặt cái tai nghe của các bạn ở trong cái bộ chỉnh âm này ha. Thì tùy vào cái thể loại nhạc của các bạn nghe thì bạn có thể lựa chọn những cái bộ chỉnh âm sao cho cái bài nhạc của bạn nghe nó hay nhất, cũng như là phù hợp với sở thích của mình nhất. Và nếu như mà bạn có làm mất tai nghe của bạn hay là quên nó để ở đâu đó thì bạn cũng có thể bấm ở đây để có thể tìm kiếm tai nghe của mình ha. Thì khi mà bấm vào thì tai nghe của bạn nó sẽ phát lên cái tiếng rất là lớn, thì khi đó là bạn sẽ có thể nhận biết được tai nghe của mình ở đâu. Và còn rất là nhiều những cái tính năng thông minh khác nữa. Và khi mà bạn sở hữu chiếc tai nghe này thì bạn cũng có thể sử dụng cái app này để có thể chỉnh những cái thông tin cũng như những cái thông số tùy thuộc vào sở thích của mình nhé. Và tai nghe của nhà Samsung lần này cũng sẽ được trang bị một cái chuẩn kháng nước khá là khiêm tốn thôi, đó chính là IPX2, thì nó sẽ hạn chế được cho các bạn những cái mồ hôi khi mà các bạn tập luyện thể dục thể thao nè. Chứ mà các bạn tuyệt đối là không được sử dụng cái chiếc tai nghe này để bơi trong hồ bơi nhúng nước nữa, không nó sẽ bị hư luôn đó. Và quay trở lại với cái phần tai nghe bên trong, thì chiếc tai nghe lần này sẽ có một cái ngôn ngữ thiết kế quay trở lại theo cái kiểu là thiết kế wingtip, cho nên là nó sẽ rất là bám chắc trên tai của các bạn luôn. Cảm giác đeo thì cực kỳ thoải mái, và khi mà đeo trong thời gian dài thì nó sẽ không gây đau tay cho tất cả các bạn. Và khi mà các bạn có tác động hay là vận động mạnh đó, thì chiếc tai nghe nó cũng sẽ không rớt ra ngoài đâu. Cho nên là ở đây là một cái điểm cộng rất lớn cho cái việc hoàn thiện ở trên tai nghe lần này. Và ngoài ra thì nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp cho bạn luôn là hai cái cặp earpiece cũng như là hai cái đầu wingtip để mà các bạn có thể thay thế sao cho phù hợp với cái thước hốc tai của mình nhất. Và ở trên thân tai nghe bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ có một cái phần nhựa bóng như thế này, thì đây chính là một cái tiếp điểm để mà chúng ta có thể thao tác những cái cảm ứng chạm thông minh. Thì tai nghe của chúng ta nó sẽ có một cái độ phản hồi rất là tốt luôn, không có bị delay nè. Và ngoài ra thì bạn sẽ được trang bị ba cái mic ở đây nữa,
nữa, giúp cho cái trải nghiệm âm thanh của mình nó tốt hơn rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng tai nghe. Vậy thì với rất là nhiều những cái tính năng thông minh như vậy thì thời lượng sử dụng chiếc tai nghe này sẽ như thế nào? Thì theo như nhà sản xuất công bố thì thời lượng sử dụng chiếc tai nghe này nó sẽ lên đến là 30 giờ sử dụng. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn bật cái tính năng ANC lên để nghe nhạc á thì nó cũng sẽ giảm đi một chút xíu, khoảng là từ 20 cho đến 21 tiếng. Và khi mà các bạn sử dụng riêng lẻ cái chiếc tai nghe của chúng ta thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 5 đến 6 tiếng thôi. Mình đánh giá đó là một cái trải nghiệm về khoảng thời gian khá là tốt ở chiếc tai nghe lần này, phục vụ đủ cho bạn những cái tác vụ từ giải trí nè, học tập cho đến công việc luôn, rất là thuận tiện cho chúng ta. Và sau một khoảng thời gian mà mình trải nghiệm ở trên chiếc tai nghe lần này của nhà Samsung thì mình cảm thấy được rằng là Buds FE lần này họ làm rất là tốt luôn. Thứ nhất là nó sẽ được trang bị cho các bạn công nghệ chống ồn chủ động ANC, giúp mang lại những cái trải nghiệm mặt âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều. Thứ hai là vì thời lượng sử dụng cực kỳ cao, lên đến gần 30 tiếng luôn, cho nên là nó sẽ không làm gián đoạn những cái trải nghiệm âm thanh ở trên chiếc tai nghe lần này khi mà bạn sử dụng. Và cuối cùng là mức giá rất là phải chăng và phù hợp với chúng ta, đặc biệt là những fan của nhà Samsung. Và còn chần gì nữa mà không sở hữu ngay chiếc tai nghe này để mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về chất lượng âm thanh nhé. Còn bạn nghĩ gì về sản phẩm này, hãy nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Tạm biệt.